góc vườn âm nhạc. En ce temps-là, j'attendais que passe à la radio les chansons que j'aimais bien. Je reprenais les refrains, j'étais si bien. Nhắc đến Michel Thor, giới yêu chuộng nhạc Pháp nghĩ tới ngay một trong những giọng ca ăn khách nhất những năm 1970. Nhờ vào một lượng khách hâm mộ đông đảo, sự nghiệp của Michel Thor cũng như hai đồng nghiệp Sylvie Vartan và Adamo đã trụ vững trong nhiều thập niên liền. Một bộ toàn tập vừa được phát hành trong tháng này nhằm đánh dấu 60 năm sự nghiệp của nữ danh ca người Pháp. Comme une pluie de fleurs qui s'enroule à mon cœur, et je suis prêt de pleurer comme en ce temps-là. Mang tựa đề Integral Studio, bộ toàn tập này gồm 22 album phòng thu mà Michel Thor từng ghi âm trong đời kể từ khi cô ký hợp đồng với hãng đĩa Mercury vào năm 1963. Với tổng cộng 465 bài hát ghi âm trong 7 thứ tiếng, Michel Thor tuy không phải lúc nào cũng giành lấy được vị trí quán quân, nhưng lại có một chỗ đứng khá vững trong làng nhạc Pháp. Số nghệ sĩ từng thành danh vào những năm 1960 mà cho tới nay vẫn còn đi hát, giờ đây có thể được đếm trên đầu ngón tay. Une petite française née en Provence, quand elle avait 15 ans, vint à Paris, épousa la chanson, ne changea pas son nom, et la voilà devant vous aujourd'hui. Sinh trưởng tại vùng Provence, miền nam nước Pháp, Michel Thor từ thuở còn nhỏ đã thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của thân mẫu. Mẹ cô có một chất giọng thiên phú, nhưng vì gia đình không chấp thuận cho nên bà buộc phải từ bỏ nghề ca hát. Thế nhưng giấc mơ ấy lại được truyền lại cho Michel Thor. Cô bé học hát với mẹ ở nhà, và kể từ năm lên 6, cô đoạt giải thưởng đầu tiên như một cuộc thi hát mầm non. Đến năm 14 tuổi, Michel giành lấy hạng nhất như một cuộc thi hát tổ chức tại Liên hoan Avignon. Giải nhì vào năm ấy chính là ca sĩ Mireille Mathieu, và cả hai đều thành danh vài năm sau đó trong làng nhạc Pháp. Nhờ về đầu cuộc thi, Michel đã được mời lên thủ đô Paris hát trong phần mở đầu đợt biểu diễn của thần tượng Jacques Brel tại nhà hát Olympia. Vào năm 16 tuổi, cô ký hợp đồng ghi âm đầu tiên và chủ yếu ghi âm lại những bản nhạc phóng tác từ các bài hát Anh Mỹ. Ah mon Dieu qu'il était beau, courant au fil de l'eau, le voyage en bateau. Le bonheur parfois c'est trop, tu en as le cœur gros du voyage en bateau. Ah mon Dieu qu'il était grand, ton ami l'océan, dans tes rêves d'enfant. Mets ton cœur au fil de l'eau, dans son corps sur les flots du voyage en bateau. En bateau. Thành danh vào lúc phong trào nhạc trẻ thập niên 1960 đang rộ lên tại Pháp, Michel Thor sánh vai với nhiều thần tượng nhạc trẻ khác trước khi chuyển hướng rẽ hẳn sang dòng nhạc nhẹ kể từ giữa thập niên 1970 trở đi. Điều đó giải thích vì sao Michel Thor có mặt trong tấm hình thường được gọi là bức ảnh chụp của thế kỷ do nhà nhiếp ảnh Jean-Marie Perrier thực hiện vào năm 1966 cho tạp chí Salut les copains, quy tụ 46 dòng ca trẻ nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Michel Thor đứng ở hàng thứ tư bên cạnh Sheila và France Gall. Đứng trước mặt Michel có hai nam danh ca Claude François và Hervé Villard. Trong quyển hồi ký mang tựa đề La couleur des mots, sắc màu của ca từ, Michel Thor cho biết thời còn trẻ cô đã học hỏi rất nhiều kinh nghiệm sân khấu khi đi lưu diễn thường xuyên với hai nam ca sĩ này. Cũng như một chuyến lưu diễn ở miền nam nước Pháp, Michel đã gặp mặt nam danh ca Christophe, và từ mối quan hệ ấy cô sinh đứa con trai đầu lòng. Cho dù tình yêu của họ không được bền lâu, chỉ vài năm sau hai nghệ sĩ này
đành phải chia tay nhau. Tuy đã đánh mất mối tình đầu đời, nhưng bù lại, Michel Thor tìm được một người bạn trung thành là nhạc sĩ Jean Albertini. Tác giả này từng viết lời cho nhạc phẩm Aline của Christophe, và kể từ đầu những năm 1970 cho tới khi ông mất, nhóm sáng tác của Jean Albertini đã soạn nhiều bản nhạc ăn khách cho Michel Thor. Giai điệu quen thuộc nhất, gắn liền với tên tuổi của giọng ca miền Provence, vẫn là nhạc phẩm Emmène-moi danser ce soir, lập kỷ lục số bán vào năm 1978. Quand vient l'automne, j'aime danser en pensant à l'amour en plein été. Et je retrouve Paris sur mon chemin où je joue toujours ma vie et mon destin. Trong vòng nhiều thập niên, các album phòng thu do Michel Thor phát hành ăn khách đều đặn và tính đến nay đã bán được hơn 30 triệu bản. Tuy ít khi nào chiếm hàng đầu thị trường đĩa hát, nhưng Michel Thor gây dựng được hình ảnh của một nghệ sĩ bình dị, chân phương, dễ gần gũi với công chúng. Nhờ vào lượng fan hâm mộ trung thành, lịch biểu diễn của người nghệ sĩ với hơn 200 buổi mỗi năm hầu như lúc nào cũng chật kín. Bộ toàn tập gồm 22 cuộn album CD mở đầu cho đợt trình diễn khắp nước Pháp. Vòng lưu diễn này sẽ kéo dài cho tới cuối tháng 10 năm 2023 với buổi trình diễn lớn tại nhà hát Folie Bergère ở Paris. Lời tri ân của người nghệ sĩ tựa như một món quà, tình cảm của giới hâm mộ như thể không bao giờ phai nhòa. Đôi bên chưa một lần lỗi hẹn dù đã 60 năm qua. Aujourd'hui ça fait 6 ans que nous sommes mariés. Tu m'as donné de beaux enfants, tu sais. Depuis ce petit bal où l'on s'est rencontrés, je n'ai pas cessé de t'aimer. Emmène-moi danser ce soir, flirtons ensemble enlacés dans le noir. Timidement, dis-moi Michel, je t'aime. Amoureusement, je suis restée la même. Mais ce soir j'ai envie de déposer mon tablier, de me faire belle pour toi comme par le passé. Ton fauteuil, ton journal, tes cigarettes et la télé. Ce soir laisse-les de côté. Emmène-moi danser ce soir, joue contre joue et serré dans le noir. Fais-moi la cour comme aux premiers instants, comme cette nuit où tu as pris mes 17 ans. Emmène-moi danser ce soir, flirtons ensemble enlacés dans le noir. Timidement, dis-moi Michel, je t'aime. Amoureusement, je suis restée la mère. Emmène-moi danser ce soir.